Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, chủ nhật ngày 17 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Xã Lạc Đạo huyện Phan Lâm đón bằng công nhận nông thôn mới. Hội thi gà đông tảo lần thứ 2 năm 2016. Xuân Dục, xã đầu tiên của tỉnh bàn giao trạm bơm dã chiến cho sự nghiệp khai thác công trình thủy lợi. Cần ngăn chặn xe bộ tùy tiện ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Người 15 năm tự nguyện trông coi nhà lưu niệm Bắc Hồ Công an Vân Du, huyện Ân Thi tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, xã Lạc Đạo huyện Phan Lâm đã long trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự chúc mừng và trao bằng công nhận cho Đảng bộ và nhân dân địa phương. Trong những năm qua, xã Lạc Đạo đã tích cực triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đến từng chi bộ, đồng thời để mạnh công tác tuyên truyền tổ chức vận động nhân dân tham gia hưởng ứng. Xã Lạc Đạo đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổng kinh phí huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới trên 80 tỷ đồng bằng các nguồn vốn ngân sách đối ứng và nhân dân đóng góp. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Minh Ngọc đề nghị thời gian tới, xã Lạc Đạo nói riêng các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới cần tiếp tục đầu tư mọi nguồn lực để nâng cao chất lượng đặc biệt về lĩnh vực giáo dục, cơ sở hạ tầng giao thông, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Đồng chí cũng yêu cầu các địa phương khác trên địa bàn huyện phân đấu để hoàn thiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự đồng thuận giữa ý đảng lòng dân, đến thời điểm này, xã Chính Nghĩa huyện Kim Động đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Xã đang đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Trong những năm qua, xã huy động được hơn 44 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới. Trong đó, người dân đóng góp làm đường giao thông nông thôn được gần 6 tỷ đồng. Xã Trinh Nghĩa đã làm mới được 5 km đường liên xã, gần 10 km đường trục thôn và 25 km đường ngõ xóm. Đến nay, 100% đường làng ngõ xóm được bê tông hóa. Để huy động các nguồn lực, xã đã vận động một số doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ xây dựng trường mầm non với kinh phí 2,4 tỷ đồng, và Tổng công ty Dầu khí Việt Nam hỗ trợ xây dựng trạm y tế 3 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người trên năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 3%, các lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế giáo dục có bước chuyển biến rõ rệt, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Hai tiêu chí khó thực hiện nhất là trường học và chợ đã cơ bản đạt vào cuối năm 2015 xây dựng nông thôn mới thì các cái tiêu chí mà dễ thì chúng tôi sẽ làm trước và những cái tiêu chí khó khăn thì chúng tôi sẽ làm sau. Nhưng đến thời điểm hiện nay thì cơ bản xã Trinh Nghĩa chúng tôi cũng đã xây dựng được 19 trên 19 tiêu chí và trong năm tiếp theo chúng tôi sẽ cố gắng phấn đấu là 19 trên 19 tiêu chí đã đạt được tiêu chuẩn về nông thôn mới thì chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào và giữ vững các cái tiêu chí đã đạt được. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Xã Đông Tảo, huyện Khói Châu đã tổ chức hội thi gà Đông Tảo lần thứ hai năm 2016. Tham gia hội thi có gần 100 con gà được tuyển chọn đảm bảo theo quy định của ban tổ chức đến từ các hộ chăn nuôi trong và ngoài xã Đông Tảo. Theo đó, gà tham gia thi phải bảo đảm đủ các điều kiện là gà trưởng thành từ 8 tháng trở lên, trọng lượng gà trống từ 4 kg trở lên, gà mái từ 3 kg trở lên, gà có đôi chân to, ngoại hình đẹp, đúng đặc trưng của gà Đông Tảo. Các hộ có gà tham gia thi ở ba nội dung là thi cặp đôi, thi đơn trống và đơn mái. Cho dù phần thưởng dành cho các gia đình có gà đạt giải không cao, chỉ mang tính chất tượng trưng, nhưng điều quan trọng qua hội thi góp phần tăng cường tuyên truyền quảng bá, giới thiệu và bảo tồn, gìn giữ sống gà quý ở địa phương. Gà Đông Tàu, xã Đông Tàu, huyện Quái Châu đã được nhà nước công nhận nhãn hiệu tập thể và là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu toàn quốc. Qua hội thi, góp phần giúp các hộ chăn nuôi trao đổi học hỏi để có thêm kinh nghiệm áp dụng vào chăn nuôi gà Đông Tảo được hiệu quả hơn. thực hiện chỉ đạo của tỉnh về bàn giao trạm bơm giã dạ chiến về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý khai thác đến nay xã xuân dục huyện mỹ hào là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành bàn giao trạm bơm giã dạ chiến từ tháng 12 năm 2015, xã Xuân Dục đã bàn giao trạm bơm lợi xuân cho xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Mỹ Hào, quản lý và khai thác. Trạm bơm này xây dựng cách đây trên 30 năm với một máy công suất 1.000 m3 một giờ. Do không được đầu tư nâng cấp máy móc, nạo vét canh dẫn, cộng với những năm gần đây thời tiết bất thuận gây khó khăn cho công tác đổ ải. Chính vì vậy, dù không phải là địa phương được chọn làm điểm, nhưng xã đã chủ động bàn giao trạm bơm cho xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện quản lý. Thực ra mà nói thì với cái trạm bơm này, với cái năng lực của hợp tác xã, chúng tôi cũng nói thật là nếu để mà bơm tưới cho cái, 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 số diện tích này thì hàng năm đa phần là lỗ. Nói thẳng quan điểm là lỗ. Bởi vì là, là cái tiền điện, tiền bơm và cái diện tích ở đây là nó treo. Thế nên để thuận lợi và cũng là để cho thuận cho tất cả hai bên, cả sinh nghiệp thủy lông rồi là hợp tác xã, thì cho đảng ủy, ban dân xã hợp tác xã cũng làm tờ trình ủy ban dân huyện rồi sinh nghiệp khai thác công trình tỉnh Hưng Yên tiếp nhận bàn giao cái trạm bơm nội sơn này cho xã sử dụng chúng tôi là rất hoan nghênh việc này Với thực ra mà nói thì về sinh nghiệp lông tỉnh huyện thì cái việc đầu tư sửa chữa kênh mương máng và đầu tư máy móc nó thuận lợi hơn chúng tôi xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Mỹ Hào đã thuê lại công nhân đang vận hành trực tiếp quản lý trạm bơm giã chiến, đồng thời đầu tư trên 100 triệu đồng để nạo vét, sửa máy móc, hệ thống điện, vân vân. Cùng với đó, xã Xuân Dục cũng đã bàn giao trên 200 ha sản xuất nông nghiệp cho xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Mỹ Hào để quản lý và phục vụ tưới tiêu. Việc bàn giao này chỉ thay đổi chủ thể quản lý sử dụng và khai thác tài sản, còn việc tưới tiêu, phục vụ sản xuất nông nghiệp thì nhân dân vẫn là người được hưởng lợi. Những năm gần đây, Tri Cục Thuế huyện Phù Cử triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể với quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Năm 2015 có 9 trên 9 chỉ tiêu thu hoàn thành vượt kế hoạch pháp lệnh được giao, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 81 tỷ đồng, đạt 176% so với dự toán. Một số sắc thuế thu đạt cao là thu tiền thuê đất, phí lệ phí, thu tiền sử dụng đất cùng với triển khai nhiều giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước, chi cục thuế phủ cử còn thực hiện hiệu quả các chương trình cải cách thủ tục hành chính, bộ phận một cửa tiếp tục củng cố việc niêm yết công khai các thủ tục về thuế tại trụ sở được duy trì hiệu quả và không xảy ra khiếu kiện thắc mắc. 100% số doanh nghiệp chi cục quản lý đều kê khai thuế qua mạng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian ngắn trở lại đây, nhiều khu ruộng nông nghiệp nằm dưới bãi chân đê tại phường Lam Sơn, thành phố Hương Yên, bị người dân xây mộ tùy tiện, nếu không ngăn chặn kịp thời sẽ phá vỡ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Tại phường Lam Sơn có 4 khu phố, mỗi khu phố có một nghĩa trang riêng, tuy nhiên gần đây nhiều phần mộ sau cải táng ở các nghĩa trang không được người dân xây cất tại khu quy hoạch nghĩa trang mà di chuyển về xây ngay tại ruộng của gia đình thường mộ của gia đình nào sẽ được di chuyển về xây trên chính thửa ruộng đang canh tác của gia đình đó, cho dù khu đất này không phải là khu đất quy hoạch làm nghĩa trang. Mạnh ai, người nấy làm. Nhiều hộ còn di chuyển các phần mộ của người thân để xây thành một khu tập trung. Tình trạng này dẫn đến cả một khu đất nông nghiệp bãi chân đê dài hơn 2 km ở thôn Cao Xá. Dù không phải là khu đất nghĩa trang, nhưng đều có các phần mộ xây nằm giải rác. Thiên nghĩ tình trạng này cần được chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn để các phần mộ được xây cất đúng nơi quy định, tạo thuận lợi cho việc quy hoạch phát triển ở địa phương nói riêng, thành phố Hưng Yên nói chung. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, phát huy tình nghĩa đồng chí đồng đội trong quân đội, trở về cuộc sống đời thường, cán bộ hội viên cựu chiến binh huyện Phù Cử luôn quan tâm làm tốt công tác tình nghĩa, tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa, đạt hiệu quả cao, mang tính xã hội sâu sắc. Gia đình cựu chiến binh Bùi Văn Chất, thôn Kim Phương, xã Minh Tiến được đón hai cái Tết trong ngôi nhà khang trang kiên cố hơn trước. Để có được ngôi nhà này, bên cạnh sự hỗ trợ của người thân của Hội cựu chiến binh tỉnh, còn có 100 ngày công lao động do hội viên cựu chiến binh xã tham gia giúp đỡ. Đây là một ví dụ tiêu biểu cho phong trào đền ơn đáp nghĩa của hội cựu chiến binh huyện Phù Cử trong những năm qua. Trên địa bàn huyện có rất nhiều cá nhân tập thể tích cực với phong trào đền ơn đáp nghĩa, tri ân giúp đỡ đồng đội. Tiêu biểu như cựu chiến binh xã Minh Tiến ủng hộ 10.000 đồng một người trở lên xây dựng quỹ chung tay giúp sức vì đồng đội. Hội cựu chiến binh xã Minh Hoàng di rời toàn bộ hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang mới. Chi hội cựu chiến binh thôn Cát Dương, xã Tống Trân xây dựng quỹ tình nghĩa giúp đỡ hội viên nhận đỡ đầu một học sinh là con cựu chiến binh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hay một số cá nhân tiêu biểu như bà Trần Anh Như ủng hộ 14 triệu tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã Minh Hoàng, ông Hà Đăng Khoát, xã Tống Trân tặng quà Tết cho cựu chiến binh sức khỏe yếu. Người dân thôn Phương Tòng, xã Hùng An, huyện Kim Động, ai cũng yêu mến và kính trọng ông Nguyễn Đức Hiền, chi hội trưởng người cao tuổi. Ở à, tuổi 75, cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn là người đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Sau nhiều năm tháng đứng trên bục giảng, ông Hiền về nghỉ hưu và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Ông được người cao tuổi trong thôn tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng từ nhiều năm nay với phương châm tuổi cao gương sáng. Ông luôn đi đầu vận động thành lập các sân chơi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích. Đến nay, ông đã vận động thành lập được 5 câu lạc bộ dành cho người cao tuổi là câu lạc bộ thơ, đàn hát, dân ca, bóng, truyền hơi, dưỡng sinh, thức vũ kinh, Ông cũng vận động các thành viên người cao tuổi đóng góp cho quỹ hội được trên 90 triệu đồng để tổ chức chúc thọ thăm hỏi lúc ốm đau và phúng viếng khi qua đời. Vốn là nhà giáo nên ông Hiền rất tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Ông là một trong những người đi đầu thành lập tri hội khuyến học của thôn vào năm 2000. Từ đó đến nay, ngày 2 tháng 9 hàng năm, tri hội tổ chức phát thưởng cho các cháu học sinh có thành tích cao trong học tập. Ông cũng là hạt nhân đi đầu đóng góp quỹ khuyến học và tổ chức nhiều buổi tham quan để giáo dục cho con em về truyền thống hiếu học. Bác Hiền đấy là rất là tích cực vận động tất cả các hội viên là để tham gia vào các cái phong trào của thôn rồi của xã. Nói chung là mọi người là đều khen ngợi là chi hội trưởng là là có tâm huyết với cái chi hội rồi tất cả mọi các cái phong trào khác là đều động viên các hội viên là tham gia rất là, là là vui. thưa quý vị và các bạn, mỗi năm nhà lưu niệm Bắc Hồ tỉnh ta tiếp đón hàng ngàn lượt khách tới tham quan. nhưng ít ai biết trong khu di tích đó ông Nguyễn Lâm Thao đã 15 năm tự nguyện chăm chút cho từng cành cây gọn cỏ, quét dọn mọi góc nhà sân vườn nơi đây. Năm 2000, khi nhà lưu niệm Bắc Hồ được giao cho Bảo tàng tỉnh quản lý, bảo tồn, ông Thao đã bắt đầu làm việc nơi đây. Ban đầu công việc chủ yếu là chăm sóc vườn cây trong khuôn viên nhà lưu niệm. Với lòng kính yêu đối với Bắc Hồ cùng với niềm đam mê chăm sóc cây cảnh, ngày nào ông Thao cũng cẩn thận chăm sóc tỉa tót cho cây cối. Dưới bàn tay khéo léo và sự tỉ mỉ của ông Thao, vườn cây nhà lưu niệm Bắc Hồ ngày càng hoàn thiện, tươi đẹp hơn. Bảo tàng tỉnh tiếp quản cái khu lưu niệm Bắc Hồ thì lúc đó nó vẫn còn hoang tàn cây cối nó không nhiều và nó không được đảm bảo về cái vệ sinh cũng như là cái cảnh quan xung quanh từ sau khi bảo tàng kết hợp với đồng chí thao làm công tác vệ sinh cắt tỉa cây cảnh khu lưu niệm hồ đã trở nên khang trang sạch đẹp đảm bảo được cái nhu cầu tham quan hưởng thụ văn hóa của người dân hưng yên nói chung sau một thời gian làm việc tại nhà lưu niệm, nhận thấy nhân lực của bảo tàng tỉnh còn mỏng, gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, bảo tồn khu di tích. Ông Thao chuyển tới sinh sống trong khuôn viên nhà lưu niệm, vừa chăm sóc vườn cây, vừa hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh, trông coi, bảo vệ khu di tích. Ngày nào cũng vậy, chỉ khi nào quét dọn lau chùi sạch sẽ nhà lưu niệm, ông Thao mới yên tâm đi làm những công việc khác. Điều đáng trân trọng là tất cả những công việc đó, ông Thao đều tự nguyện tham gia mà không nhận tiền lương như những lao động khác. Làm tự hào của tỉnh Yên là đã có bác Hồ về thăm khu vực tỉnh và bác lại ở lại tại khu nhà lưu niệm này. Khi tỉnh đã giữ lại cái nhà để làm lưu niệm, thì cái lòng thứ nhất là tự hào, và hai là vinh dự cho tôi là một người bác, người cha, thì có là lãnh tụ của đất nước là về tỉnh thì tôi là tự nguyện là tâm huyết rồi thôi là vào đây để cắt tỉa chăm sóc khu vực này cho đẹp cảnh quan cho nó để cho phục vụ coi là tất cả mọi người đến tham quan du lịch dưới sự chăm sóc của ông Thao, khu di tích nhà lưu niệm Bắc Hồ lúc nào cũng sạch sẽ, gọn gàng, sẵn sàng đón tiếp nhiều lãnh đạo của trung ương của tỉnh cùng hàng ngàn người dân tới tham quan mỗi năm. Năm nay đã 52 tuổi, ông Thao bảo còn sức khỏe thì còn tiếp tục gắn bó với nơi đây nhằm đảm bảo cho nhân dân địa phương đón Xuân Bính Thân 2016 vui vẻ an toàn, Ban Công an xã Vân Du huyện Ân Thi tăng cường nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự có hiệu quả. Theo đó, ngay từ đầu tháng 1 năm 2016, Ban Công an xã đã triển khai nhiệm vụ đến từng công an viên, theo dõi sát tình hình an ninh trật tự tại 9 thôn của xã, đặc biệt khu vực chợ kênh, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, sử dụng hành lang vỉa hè, lòng lề đường kinh doanh buôn bán hướng dẫn các hộ kinh doanh ký cam kết không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, trốn lậu thuế. Để mạnh tuyên truyền về cấm sản xuất, tàng trữ, buôn bán vận chuyển đốt các loại pháo nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi bạo lực trẻ em. Thực hiện nghiêm việc đăng ký quản lý hộ khẩu, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú và đảm bảo vệ sinh môi trường trên loa truyền thanh của xã thôn, cụm dân cư vào các buổi sáng sớm và chiều tối để cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân trong xã nâng cao ý thức tự giác chấp hành ban công an xã thường xuyên là tuyên truyền nhắc nhở chúng tôi thực hiện tốt về nguyên tắc là buôn bán hàng không được buôn bán vận chuyển rồi là chứa hoặc là sử dụng các cái pháo nổ đặc biệt là trước trong và sau cái tết nguyên đán bính thân này là nghiêm cấm sử dụng các cái đồ dùng bạo lực và buôn bán những cái đồ chơi bạo lực cho trẻ em chúng tôi cũng cảm thấy cái việc nào này cái nghị định này là hoàn toàn phải nói là rất sát thực đối với chúng tôi và đồng thời để chúng tôi nâng cao được cái sự là <laughs> hiểu biết để tránh cái rủi ro tai nạn hoặc là ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở cơ sở. Đối với trường học, ban công an xã phối hợp tăng cường các biện pháp tuyên truyền, ký cam kết trong nhà trường, học sinh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, không để xảy ra các trường hợp mang các vũ khí nóng đến trường bằng sự vào cuộc mạnh mẽ triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đến thời điểm này, tình hình an ninh trật tự cơ bản được giữ vững. Nhiều năm qua, địa phương không xảy ra các vụ đánh bạc, trọng án, không phát sinh đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp vặt giảm rõ rệt. Nếu năm 2014 xảy ra 4 vụ trộm cắp vặt, thì năm 2015 số vụ trộm cắp vặt được người dân thông báo là một vụ và đã xử lý kịp thời. Quan sáng tôi là tập trung xây dựng kế hoạch trong dịp tiết nguyên đán Bính Thân năm 2016 nhất là triệt để mở rộng chấn áp tội phạm cao điểm về cái việc an ninh trật tự an toàn xã hội trước trong và sau Tết xây dựng các kế hoạch an toàn giao thông an toàn trật tự an toàn xã hội thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã và tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân trong xã lắm được với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ công an xã Vân Du luôn phát huy vai trò trách nhiệm chủ động sáng tạo trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Sau 5 năm thành lập các câu lạc bộ dinh dưỡng ở xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, đã đem lại hiệu quả thiết thực nâng cao chất lượng sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm đáng kể. Được sự hỗ trợ của tổ chức tầm nhìn thế giới, các câu lạc bộ dinh dưỡng được thành lập ở ba thôn An Tào, Bái Khê và Đặng Xá. Mỗi câu lạc bộ có từ 25 đến 30 thành viên tham gia. Hàng tháng, các thành viên tham gia sinh hoạt hai buổi. Các bà mẹ được tuyên truyền tư vấn về kiến thức theo chủ đề như cách chăm sóc trẻ, chế độ dinh dưỡng, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ và lợi ích nuôi con bằng sữa mẹ. Các câu lạc bộ thường xuyên kiểm tra sức khỏe cho các trẻ nhỏ dưới 6 tuổi để sớm phát hiện những trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng để có những biện pháp xử lý kịp thời. Nhờ có sự hoạt động tích cực của các thành viên câu lạc bộ nên hiện nay số trẻ bị suy dinh dưỡng của xã đã giảm rõ rệt từ trên 30% năm 2010 đến nay xuống còn 10%. Sau đây là hướng dẫn xem kênh truyền hình Hương Yên. Thưa quý vị và các bạn, để xem truyền hình Hương Yên, quý vị chỉ cần quay anten về hướng Khoai Châu và dò kênh là bắt được kênh truyền hình Hương Yên. Để xem truyền hình Hương Yên phát trên vệ tinh Vinasat 1, khán giả có thể liên hệ với nơi cung cấp đầu thu để được cài đặt thông số thu hoặc liên hệ với đài phát thanh truyền hình Hương Yên qua số điện thoại 519 để được hướng dẫn chi tiết. Để theo dõi truyền hình Hương Yên phát sóng kỹ thuật số mặt đất, quý vị cần sử dụng TV có biểu tượng con mắt cánh sóng hoặc sử dụng đầu thu chuẩn DVB T2 được bán rộng rãi trên thị trường hiện nay. Quý vị cũng có thể xem truyền hình Hưng Yên qua gói dịch vụ của các đơn vị như MyTV, truyền hình An Viên, truyền hình Cáp, VTV. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể xem truyền hình Hưng Yên được phát trực tuyến trên Internet ở địa chỉ http 2 media hưng yên tv vn